Làng nghề dao kéo ra xứ từ cuối thế kỷ thứ 17 sang thế kỷ thứ 18 có cái xưởng rèn phục vụ đánh giặc ngoại xâm. Sau khi đất nước thanh bình thì là một số các cái trai tráng địa phương đó thì mang về nhà sản xuất, bắt đầu nghề rèn hình thành từ đấy. Thực ra mà nói là nó không được đẹp, không cao sang như khác, nhưng nó lại vô cùng hữu ích vì chúng tôi làm ra những sản phẩm phục vụ con người lao động. Từ con dao, cái kéo, cái chàng, cái đục, từ những cái xà beng, cuốc thuồng, bất cứ một cái thứ gì, đấy là tự hào. Và đấy là cái sản phẩm đóng góp giá trị nhất trong cái cuộc sống. Trong văn hóa người Hà Nội hoặc nói chung là cả nước, cái dao đa xi là nó nổi bật hơn hẳn. Cái chất lượng, cái hình thức, cái kiểu dáng nó phù hợp với cả toàn dân. Độ sắc bén thì vượt trội hơn hẳn. Có được cái chất lượng thế là cũng do nhiều đời truyền thống của làng nghề truyền lại, trau dồi người lọ bảo người kia. Và chất lượng sản phẩm luôn luôn cải tiến cho nó tốt hơn, bền hơn. Từ một anh thợ học việc cho đến một người tay thời giỏi thì ít ra cũng phải từ 5-6 năm để mà trở thành một người có cái tay nghề cao. Cái thứ nhất là mình có cái lòng yêu nghề. Cái thứ hai là tích cực học hỏi rồi trau dồi các cái trao đổi. Làm sản phẩm bán ra thị trường coi như sản phẩm của chính mình dùng. Cái sản phẩm nào lỗi hỏng mình bỏ, không xuất xưởng. Đấy, như làm như là cái tâm của mình, người ta dùng cũng như mình dùng thì là mới bền vững lâu dài được. Ngày nào mình cũng làm, ngày nào cũng tiếp xúc với tiếng ồn, nó cũng phải buộc phải thích nghi, nó quen thôi. Đấy, như cháu nhỏ vừa đây đây, ngồi nó thích cái quen, như người lớn ở ngoài vào thì không chịu được. Các cháu nhỏ ở nhà, ở làng nghề thì đều thấy rất là bình thường. Thì đến làng gia sĩ thấy giật giành, nó bảo đây cái làng trẻ. Sáng ngày ra ngủ dậy, ra nghe nhà chung quanh, đập búa, đập lò, nó đốt đốt, nó thấy nó vui tai. Nó như đánh thức mình dậy trong cái cuộc sống. Thế cho nên là đôi khi cũng cảm thấy nó tự hào riêng của cái người đa sĩ. Trước kia chúng tôi thì cái nghề rèn chỉ là cái nghề phụ. Trên cái cánh đồng lúa chúng tôi có 500 mẫu ruộng. Nhưng đến hôm nay thì đó là mức sống chính và cái nghề chính để người dân phát triển. Bởi vì chính nó là mang lại cái cuộc sống ấm no, mang lại cái công ăn việc làm, mang lại sự lo đủ, mang lại sự học hành cho con cái. Chính vì thế cho nên là tại sao cái nghề này vẫn phát triển được tốt mà ngày càng phát triển được nhiều hơn. Mình lo làm sao cho nó phát triển, cái sản phẩm nó nâng cao lên nữa. Hoặc là anh em bạn bè mình biết, mình truyền bảo hết tất cả mọi người để cho làng nghề nó phát triển mạnh nữa lên.